Và bây giờ là lúc chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để có được một kỳ thi tốt nghiệp thật là tốt và đạt nguyện vọng một các bạn nhé. Sinh hoạt lớp rất nhiều lần cô cũng nhắc nhở các em rất là nhiều, mặc dù có la rài các em vì nghịch ngợm, nhưng không phải vì la rài các em mà ghét bỏ các em, vì cô rất thương các em, muốn các em thành công, muốn các em có những cái đạo đức tốt hơn thì cô có la rài. Nhưng mà trong thời gian qua thì cô thấy rằng lớp chúng ta thì cũng có rất nhiều tiến bộ và cũng có nhiều em rất là dễ thương. Và cô luôn tự hào rằng cái điều mà cô mong muốn nhất đó là lớp chúng ta đoàn kết. Thì hiện nay chúng ta làm được, các em làm được việc này, đó là điều mà cô rất là mong muốn. Không có ai hoàn hảo, cũng không có ai gọi là hoàn thiện hết. Để có một cái buổi kỷ yếu như hôm nay cũng là cả một quá trình. Cứ ngỡ rằng là, trong tâm cứ ngỡ rằng là từ năm lớp 10 đến nay chắc sẽ lớp sẽ không chụp được một bộ kỷ yếu nên hồn. Nhưng mà không, khi mà tôi phát động ra thì các bạn đều hưởng ứng. Về cảm nhận của tôi về các bạn trong lớp thì bạn nào cũng khá là dễ thương. Đối với những bạn nữ, bạn nam thì quý hết. Ai cũng đẹp trai. Thì chưa, ai cũng đẹp trai. Cho dù là con trai hay là gì đó thì cũng vẫn đẹp trai. Được chưa? Ngày hôm nay là cái dịp đầu tiên mà lớp mình có dịp hội tụ để ngồi với nhau và nói những điều thật là trong lòng mình để các bạn hiểu nhau hơn. Hồi lớp 10 máu vô thì lớp mình rất là
hòa đồng, tụi mình thân nhau rất là nhanh. Nhưng mà sau đó một thời gian thì tụi mình là rất là nhiều cả vã đổ vỡ rồi không nhìn nhau trong lớp luôn. Thì hồi đó thì nói thiệt là tôi rất là buồn, có nhiều lúc nghĩ mà khác luôn. Tại vì tuổi thân thì kêu là tại sao mình học ở trong một cái lớp như vậy được. Mong sau này á thì hợp lớp thì sẽ đầy đủ, không thiếu mẹ e, không thiếu cái thầy nhọt kể chuyện cười, không thiếu cái thằng chơi ngu ngồi bên cạnh. Mình chúc tất cả những các bạn sẽ có một kết quả thi thật tốt đẹp từ kết quả học kỳ 2 và trung học phổ thông quốc gia, để có thể đậu vào các trường hay các ngành nghề các bạn yêu thích, để có công việc sau này các bạn vững bước trong tương lai. Cô cũng xin chúc các em là tất cả các em đạt được những cái ước nguyện của mình. Bao nhiêu mơ mộng, hàng cây vững ra trong sân nơi chúng ta.